Thưa quý vị và các bạn, tỉnh lộ 2 nối thành phố Buôn Ma Thuột với huyện Krông Anna đang được thi công nâng cấp mở rộng. Tuy nhiên, đoạn qua xã E Bông dài hơn 1 km, nhà thầu đang tạm dừng thi công khiến đoạn đường này trở nên lầy lội, xuất hiện nhiều hố sâu rộng gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Theo các hộ dân sinh sống ở đoạn đường này cho biết, hơn 1 tháng nay đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Hoàng Nam đã rút hết máy móc ra khỏi công trình. Việc thi công dang dở khiến cho người dân sinh sống ở khu vực này phải sống trong cảnh nắng thì bụi mù, mưa thì lầy lội. Hiện nay, đoạn đường thi công dang dở xuất hiện nhiều hố sâu rộng, trở thành cái bẫy đối với người tham gia giao thông, nhất là vào những ngày mưa. Chưa giờ rồi, con đường này là nó nước á, thì nó thường thường nó ở trên núi này nó chảy xuống. Đấy, hàng năm là cứ lầy lội là hư liên tục. Năm nay mới được nhà nước làm thì dân cũng rất mừng, nhưng mà không hiểu sao. Đang thi công coi như tới đầu này rồi tới đầu kia cũng còn 2 cây số nữa mà dừng hết toàn bộ, rồi múc cống lên lắp lại để lại những cái lầy sình như thế này đấy, cho nên còn bây giờ là cứ là hục hục hang hang, xe cộ hôm nay là tức là nó đi không được, cứ nó vòng vô cái đầu Hòa Đông, vòng vô trong làng á, những cái xe 4 chỗ 6 chỗ rồi nó cua qua trong làng này rồi nó ra cái đầu này, chứ còn ngoài đây là nó không dám đi. Để các phương tiện qua lại thuận lợi, một số hộ dân đã bỏ tiền ra mua gạch để lấp lại các hố sâu trên đường. Rồi họ chở đồ là họ tí, họ đổ, họ ngã là thao liên tục, lại liên tục. Xì bỏ hàng, nhà cô bán tạp hóa là xì bỏ hàng vô là không có vô được lại hết. Cô phải cơ một xì gạch đó, 750 ngàn, đổ rào với bắt đầu là nó cũng lại nữa. Rồi cái họ đổ đá một lần nó cũng lại, đổ đá lần hai nay được 10 ngày á. Là giờ nó cũng lại cũng lộc ô ghè hết nữa đâu, không có đi được đâu. Theo đại diện đơn vị thi công cho biết, đoạn đường này mới được điều chỉnh lại có hệ thống thoát nước dọc hai bên. Hiện nay đơn vị đã hoàn thiện xong hệ thống thoát nước, nhưng vì thời tiết mưa nhiều nên đơn vị thi công chưa thể thi công phần mặt đường. Đơn vị sẽ tiếp tục thi công khi thời tiết thuận lợi. Được biết, dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 2 đoạn km 6+431 đến km 22+550 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3037 ngày 3 tháng 11 năm 2021 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài hơn 16 km, trong đó có hơn 13,7 km đường giao thông ngoài đô thị và gần 2,5 km đường giao thông trong đô thị. Tổng mức đầu tư dự án 320 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 310 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2024.